Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Rồi, video hôm nay là một trong những video em giảm giá cuối năm. Rất là nhiều các mặt hàng ha. Gần như là các mặt hàng có đăng trên kênh của em á. Giảm giá mấy cái hàng tồn nha mọi người để nhập hàng mới. Rồi, hôm nay thì mọi người vì số lượng nó nhiều trong một video nên mọi người chốt hàng thì nhắn tin vào số điện thoại của em nè, 0348308843. Em sẽ xem cái tin nhắn là dựa trên cái thời gian mọi người nhắn ha. Ví dụ như tin nhắn trước thì em sẽ chốt trước nha, sau thì có thể em sẽ không trả lời nếu mà món hàng đó đã bán rồi. Mọi người chú ý giùm ha em ha. Rồi, cái video giảm giá hôm nay là video số 1. Cái này tất cả đồng giá 50.000 một món nha mọi người. 50.000 một món. Rồi, 50k một món nha mọi người. Nó có mã số nè, 18 cái mã số. Mọi người chốt hàng thì nhắn tin cái mã số giùm em ha. Đầu tiên đây, cái đống này. Cái đống này là đồ nó kêu bằng nó về mà nó bị nè, gồm 2, 3 món, 4 món, 5 món ha. Nói tình trạng nha, cái này thì nó mất công tắc mọi người. Đèn led này nó còn hoạt động ha, còn sáng, mất công tắc nha. Còn hai cây thử điện này là nó cắm vô không thấy lên. Đây, loại này nó có sợi pin nữa nè, em không có cái viên pin nhỏ xíu này, không có thử được. Cái này không có mở ra được, cắm vô thì chạm nó không thấy gì hết. Đó. Cây này mỏ hàng ha. Tiếp theo cái đồng hồ đo này đi. Cái này đo nhưng mà ba cắm vô pin hay là quy gì nó cũng đứng im. Đây, còn cái đèn pin nữa, đèn pin này nó bị nó có dựng pin trong này mọi người, nhưng mà tình trạng nó như bị kẹt trong đây lấy không có ra. Không biết sống hay chết. Rồi, cái mỏ hàng này á, mỏ hàng điện tử nha, của Haco luôn. Nó xài mạch điện tử nè. Bên trong có đèn mọi người, cắm vô điện vẫn có lên đèn nhưng mà không có nóng ha. Điện 100V. Rồi, tất cả luôn nè, bán sát mọi người. Mã số 1. Rồi, số 2 đây. Cái chìa khóa, cái móc chìa khóa rất là đẹp. Móc chìa khóa của Nhật nha. Có chuông luôn ha. Cái này là cái biểu tượng như là cái đình chùa gì bên Nhật nha. Rồi, mã số 2 mọi người. Số 3 là cái kính lúp nha. Kính lúp của Nhật. Gần như tất cả các mặt hàng em sale là nó đã có đăng lên mấy cái video trước rồi nha mọi người. Nên em sẽ lướt qua cho nó nhanh. Nó không có nêu vô chi tiết nữa ha. Số 4 là cái cục từ nha, cục từ của thằng mấy cái dây điện mà âm thanh mọi người. Xài cái cục từ này cho nó chống nhiễu ha. Cục từ của Nhật, thương hiệu là đây, thương hiệu nó nè. Rất là to, cục từ này nó khá là to. Rồi, số 5 là cái mặt đồng hồ nha. Đây, cái đồng hồ xe pin Zebel luôn á. Đồng hồ nữ ha, size nó rất là nhỏ nè. Sáu cái máy tính mọi người. Máy tính này có lúc nó lên lúc không nha. Nó bị không biết vì sao nữa. Nó xài năng lượng mặt trời nè. Có lúc bấm nó sẽ lên, có lúc nó không lên, như vậy nó không lên nữa.
không hiểu vì sao nữa. Rồi bán 6 luôn mọi người, 600 ha. Xin lỗi là 50.000, mã số 6. 7 ha. Ở đây cũng là cái đèn như dạng như đèn ngủ vậy. Về cắm không lên ha. Vô điện 100V nha. Tình trạng nó là không có lên. On off nè. Đây gì? Đây, ở đây viên pin nữa mọi người. Đây viên pin, nó có viên pin nè. Giống như pin sạc lại á. Không thấy trái đèn ha. Không thấy lên. Rồi, mã số 7. Số 8 là con dao rất là đẹp, con dao kiểu cái vỏ nó bằng đồng ha. Cái này có mài lại rồi nhưng nó còn rất là bén. Đây nó khá là mỏng luôn. Nó thiết kế rất là mỏng. Như nó độ dày nó khoảng 1 ly. Đây mọi người nhìn sơ qua không biết là con dao luôn. Rồi mã số 8 ha. Đây mã số 9 mọi người. Chính là cái ổ khóa Nhật ha. Ổ khóa siêu nhỏ luôn, một xíu. Xài bình thường. Mười là cái cắt trứng nha, cắt trứng gà, trứng vịt còn tốt, Nhật sản xuất luôn. Mười một là cái đục nha, đục gỗ này như là 1 mm, à xin lỗi là 1 phân, cái bề ngang nè. Mã số 11 ha. Tiếp theo 12 là cái bộ tua vít để làm đồng hồ. Đây gồm có 2 tua vít 3K nè. Siêu nhỏ luôn, như là 2 4 4 cây vít dẹt. Đây siêu mini kèm cộng dây kẹp gì đó, không biết dùng làm gì nữa. Rồi 2 món luôn. 12 ha. Mã 13 cũng là 2 món mọi người. Đây là bộ lưỡi câu ha, bộ lưỡi câu cá, nó vô dây tóm dây sẵn luôn nè, rất là nhiều lưỡi luôn. Rồi cái này bộ cái dụng cụ đa năng, rất là nhiều chức năng, thước nè, này đo góc, này dặn ốc nè, lưỡi dao, lưỡi cưa, trong nhiều chức năng đó. Bằng thép không gỉ của Nhật ha. Rồi mã 13 luôn. 14 là cũng 2 món mừng. Một cái mũi khoét số 12 ly, mũi khoét gỗ ha, một cái lưỡi cưa gỗ, thép không gỉ. Mọi người chế cán vô xài ha. Mới tinh, mũi này mới gần như chưa xài. Rồi mã 14. Mã 15 là 3 món. Đây một cọng dây. Cọng dây treo đồ với một cái remote của thằng Canon. Remote này như của cái máy chụp hình hay sao? Mình không có thử ha mọi người. Không có máy. Rồi một cái ổ chui cắm ra 2 chân. Xài điện 100V chui dẹt nha. Cắm 1 ra thành 2 ha. Rất là tiện. Rồi mã 15 nha, 3 món. 16. Đây là cái bộ hước. Hước đôi gem. Hước lá mọi người. Đây. Bộ hước lá ha. Mới tinh. 4 số. Đó 4 số như trên hình nha.
Rồi, bộ lá 16 ha. 17 là cái móc khóa bằng nhôm, full nhôm luôn, có đồ khóa rồi nha mọi người. Đây khóa lại nè. Siết lên là nó sẽ khóa lại, không có mở được. Đây nó có chữ gì nè. Bằng nhôm ha, rất là nhẹ. Dùng để móc mấy cái đồ tương đối nhẹ thì nó ok mọi người. Tại vì này móc nó cũng móc nhỏ. Móc ba lô đồ này kia, treo thêm cái này kia, ba lô đồ rất là tiện ha. Rồi mã 17 nha. Rồi cuối cùng là mã 18 đây. Một cái bộ bộ điêu khắc. Đây bộ mũi điêu khắc rất là nó của Nhật ha. 4 mũi nha mọi người. Còn khá là tốt nha, mũi còn tốt. Rồi mã 18 nha mọi người, mã cuối cùng rồi. Rồi video đây là kết thúc mọi người. Mọi người chốt hàng thì liên nhắn tin giùm em, số điện thoại đây.